Vừa rồi Thủ tướng xuống cắt băng Khánh Thành, cầu Mỹ Thuận 2 và công bố một điều rất là xúc động. Nó là lớn, ai nó khó khăn thì để quy hoạch sau năm 30 làm. Thế nhưng mà sau đó ta điều chỉnh lại mới có được cái khởi công ngày hôm nay. Thế để sau năm 30 thì Cao Bằng nhỡ một cái nhịp mất 5 năm so với lại các cái tỉnh thuận lợi khác. Mà Cao Bằng thì cái nút thắt lớn nhất là giao thông. Chẳng có cảng biển, chẳng có sân bay, chẳng có đường sắt gì cả. Đường sông thì khó khăn, mỗi đường bộ. Mà mỗi đường bộ mà không tháo cái đường bộ ra nữa thì tháo cái gì? Toàn bộ kỹ sư trên công trường, từ thiết kế, tư vấn, giám sát, thi công, vật tư, nguồn vốn 100% là của Việt Nam. Các bạn thấy tự hào Việt Nam chưa? Hầu hết các nước trên thế giới, những dự án lớn đều rơi vào tay Trung Quốc. Tôi chỉ nói với các bạn, hầu hết trên thế giới này, những dự án như vậy đều rơi vào tay nhà thầu Trung Quốc. Chúng ta không cho đấu thầu quốc tế có phải là sự sản xuất không? Viết xuống đi tôi thấy tiếp. Anh em chia sẻ đấy, thấy hay thì chia sẻ đấy. Chúng ta muốn nói về một Việt Nam hùng cường, những chính sách đúng đắn kích thích cái lòng tự hào dân tộc của chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng, đã kích thích bàn tay, khối óc, trí tuệ, lòng yêu nước, sự khát khao cống hiến của người Việt đối với quê hương đất nước của mình. Chúng ta đã làm chủ hoàn toàn được công nghệ xây dựng cầu. Thủ tướng đã nói, để các bạn có thể tìm lại cái bài phát biểu khi mà ông Phạm Minh Chính cắt băng Khánh Thành. Thứ nhất là về thời gian, chúng ta xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 chỉ bằng một nửa, gần như một nửa thời gian. Tức là chúng ta rút ngắn được một nửa thời gian so với cầu đầu tiên. Chúng ta sau 23 năm chúng ta mới xây lại, nhưng chi phí chúng ta rẻ gấp 5 lần cầu ngày xưa. Rẻ hơn, hiện đại hơn, cao hơn. Tiền trong túi của mình không vay ai đồng nào. Nghẹn ngào tự hào không các bạn? Những cái thành tựu đó phải nói cho nhân dân mình biết chứ. Những cái nhà khoa học về cầu đường của Việt Nam chúng ta đã tiến bộ vượt bậc. Chúng ta tự hào khi xây dựng đúng như Bác Hồ nói.